Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định 25 về ban hành lạnh nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố lộ trình 2019 đến 2022. Theo đó, lạnh nước năm 2019 sẽ tăng 5,66% so với mức lạnh bây giờ, tức từ 5.300 đồng 3 lên 5.600 đồng 3 đối với hộ dân cư, riêng hộ nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên 5.300 đồng 3. Năm 2020, lạnh nước bán lẻ sẽ tăng lên 6.000 đồng 3 đối với hộ dân cư, 5.600 đồng 3 đối với hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2021 là 6.300 đồng 3 đối với hộ dân cư và 6.000 đồng 3 đối với hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2022 là 6.700 đồng 3 đối với hộ dân cư và 6.300 đồng 3 đối với hộ nghèo, cận nghèo. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng cho định mức sử dụng đến 43 người tháng. Cụ thể, định mức sử dụng nước, đơn lạnh đồng 3, năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022. A. Đến 43 người tháng. Hộ dân cư 5.600, 6.000, 6.300, 6.700. Riêng hộ nghèo và cận nghèo 5.300, 5.600, 6.000, 6.300. Bờ từ 4 mét khối đến 6-3 người tháng 10.800, 11.500, 12.100, 12.900. Cờ trên 6-3 người tháng 12.100, 12.800, 13.600, 14.400. Đối tượng các hộ dân cư bao gồm các hộ dân cư sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, các khu dân cư, bình thường cư, khu lưu trú công nhân, các cư xá, ký túc xá, các cơ sở làng hội, cơ sở chữa bệnh cai nghiện thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thuộc lực lượng thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt. Hộ nghèo và hộ cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn thành phố căn cứ sổ hộ khẩu kém trú hoặc sổ tạm trú, có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu kém trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu kém trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng ao nước. Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng bình thường một đồng ao nước địa chỉ trong sổ hộ khẩu kém trú và sổ tạm trú khác với địa chỉ đặt đồng ao nước, thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng bình thường cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng ao nước. Trường hợp sinh viên và người công lao thuê nhà để ở không có hộ khẩu kém trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được tính định mức như nhân khẩu kém trú. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Quang, lạnh nước bây giờ đã lỗi thời và chưa được điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến chất lượng nước khó được cải thiện, nâng cao.